Dự ngày hội đại đoàn kết tại xóm làng xã Yên Đổ, huyện Phú Lương có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Những năm qua, xóm làng quan tâm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện nay, số hộ khá giàu của xóm chiếm trên 60%, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, 100% hệ thống đường xóm được đổ bê tông. Đặc biệt, năm 2023, xóm làng không còn hộ nghèo và được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Tại ngày hội, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, người khuyết tật và tặng một bộ máy vi tính cho xóm làng để phục vụ công tác chuyển đổi số tại địa phương. Lãnh đạo huyện Phú Lương tặng 2 suất quà cho 2 hộ cận nghèo của xóm. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến chung vui ngày hội đại đoàn kết với nhân dân tổ dân phố Tân Mới, phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Nhiều năm qua, nhân dân trong tổ dân phố luôn đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đạt kết quả nổi bật. Phát biểu chung vui cùng bà con, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn nhân dân trong tổ dân phố tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Nhân dịp này, đồng chí đã tặng 10 phần quà, động viên chia sẻ với các gia đình chính sách, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời trao một bộ máy tính phục vụ chuyển đổi số của địa phương. Chung vui với bà con khu dân cư tổ dân phố 2, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ nhân dân tổ dân phố đã đạt được. Đồng chí mong muốn trên cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, cán bộ đảng viên tổ dân phố tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng các phần quà ý nghĩa cho nhân dân tổ dân phố 2 và trao tặng một bộ máy tính nhằm phục vụ chuyển đổi số. Nhằm hỗ trợ các xóm bản vùng cao trong công tác chuyển đổi số, ngày 7 tháng 11, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã trao tặng 2 bộ máy vi tính cho xóm Phương Bá và xóm Làng Trẽ, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai. Đây là chương trình phối hợp giữa Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam với mong muốn góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con nhân dân nơi đây.